dựng chiếc xe đó thôi, còn chiếc xe của nó bỏ đi đó. Tắt kìa mày. Số thằng đó chứ. Ở đâu? Xe của nó, của anh vợ. Trời ơi, quá. Rồi, ok. Hồi nãy là em bắn con chó ngoài kia đúng không? Rồi, em mang gớt cái cạn. Anh em với là mấy em chống trả lại đúng không? Em chạy thôi, anh camera của anh quay thấy là em bắn hết rồi. Hay bắn nhẹ là em bắn mấy anh em đúng không? Mày tên gì mày? Tên gì? Lê Vi Hòa. Lê Vi Hòa, mày ở đâu? Ở đâu? Ở Long Thành xã Mỹ Hưng. Nguyên gì? Tỉnh gì? Tỉnh Long Xuyên. Hiện tại tạm trú ở đâu? Em mới lên. Mới lên hả? Hiện tại giờ đang ở đâu? Em ở Bình Tân. Bình Tân, chỗ nào Bình Tân? Anh Diễn. Quốc lộ 1A. Địa chỉ? Em mới lên chưa rõ, chút xíu nữa em tỉnh em mới lên. Rồi ok. Hồi nãy là em bắn con chó ngoài kia đúng không? Dạ. Rồi, rồi thấy mấy anh em dí là mấy em chống trả lại đúng không? Em chạy thôi. Em chạy thôi, anh camera của anh quay thấy là em cầm cái bắn chĩa là em bắn mấy anh em đúng không? Em không bắn đúng không? Camera nếu mà có thì sao? Rồi. Giờ nằm đây nha. Rồi. Này con chó nó bắn được nè. Nó bắt ở ngoài đầu đường nè anh. Có thêm con nè. Hai con chó. Con này nó mới bắn nè, anh em thấy là anh em dí nó luôn á. Nó bắn ở ngoài đầu đường á. Đợi xíu ăn xong đóng bánh bao này cái gì rồi đừng vô nhà đi. Anh cầm quay giùm em cái. Nè loại đèn giùm em cái. Thuộc ngõ luôn kìa, má hay ha. Con này là nó mới bắn nè, anh em thấy nè. Lấy điện nó bắn ra thôi. Bắn điện chết nó, rồi. Nó cột vô luôn rồi anh ơi, nó cột vô luôn rồi lôi con nó ra đi. Hay là để con nó vợ vô thùng đi. Má súng rồi. Để chó về còn sống không ta? À, chết rồi. Chết rồi. Nó 48 và 25 225 33. Cái má nó ngó luôn rồi. Ừ. Nhưng mà không thấy cái đầu. Nè lại đây, xích lại đây cho coi cái đầu con chó. Dạ cộng đầu lên.